Khủng long, loài động vật to lớn đã thống trị hành tinh của chúng ta thời tiền sử trong hàng trăm triệu năm. Nhưng rồi một viên thiên thạch khổng lồ xuất hiện đã biến chúng thành những sinh vật thiên cổ. Ít nhất đó là những gì khoa học kết luận cho đến thời điểm hiện tại. Dù thời đại khủng long đã trôi xa, nhưng những nghiên cứu và những câu hỏi về chúng vẫn còn đó. Làm thế nào khủng long có thể thống trị được trái đất? Chính xác hơn, điều kiện gì đã giúp chúng xuất hiện trên hành tinh này? Khủng long là một nhóm bò sát thuộc nhánh Dinosauria. Chúng xuất hiện lần đầu tiên ở vĩ độ ôn đới phía nam khoảng 231 triệu năm trước trong kỷ Trias. Thời điểm ấy, các lục địa trên trái đất vẫn còn liên kết với nhau để tạo thành một siêu lục địa có tên là Pangaea. Trong lịch sử địa chất lâu dài của trái đất, đã có 5 lần xảy ra sự kiện tuyệt chủng hàng loạt. Vào cuối kỷ Trias khoảng 200 triệu năm trước, một thảm họa bất ngờ dẫn đến sự tuyệt chủng của một số lượng lớn sinh vật trên cạn, khi một số chuỗi các vụ phun trào núi lửa đã tạo ra lớp mây khói bụi che phủ ánh sáng mặt trời, mở đường cho cái lạnh tê tái, giết chết hơn 75% số loài sống trên đất liền và dưới đại dương. Tuy nhiên, loài khủng long đã may mắn thoát khỏi thảm họa này và thành công vượt lên thống trị thế giới trong kỷ Jura và kỷ Phấn Trắng sau đó. Vậy, điều gì đã gây ra sự tuyệt chủng hàng loạt trên cạn vào cuối kỷ Trias? Tại sao khủng long có thể sống sót sau thảm họa thiên nhiên tuyệt chủng sinh học và phát triển nhanh chóng sau thảm họa? Kỷ Trias là thời kỳ đầu tiên của Đại Trung Sinh, bắt đầu cách đây 252 triệu năm và kết thúc cách đây 201 triệu năm, kéo dài khoảng 51 triệu năm. Trong kỷ Permi trước kỷ Trias, trái đất vừa trải qua một kỷ nguyên bi thảm cho sự sống. Sự tuyệt chủng hàng loạt vào cuối kỷ Permi được gọi là sự kiện tuyệt chủng lớn nhất trong lịch sử trái đất. Phải mất hàng triệu năm, số ít sinh vật còn lại mới có thể khôi phục. Tuy nhiên, sự bền bỉ của cuộc sống là ngoài sức tưởng tượng. Sau khi phục hồi và tiến hóa, sau sự tuyệt chủng hàng loạt vào cuối kỷ Permi, các sinh vật thuộc kỷ Trias đã cho thấy một cảnh tượng phát triển rực rỡ, các loại bò sát và thực vật hạt trần phát triển chưa từng có. Các loài động vật chân vịt, khủng long và các loài bò sát giống động vật có vú đã tăng lên nhanh chóng trong kỷ Trias. Đến cuối kỷ Trias, khủng long đã là một nhóm sinh vật đa dạng, chiếm vị trí quan trọng trong hệ sinh thái, và kỷ Trias còn được gọi là bình minh của thời đại khủng long. Tuy nhiên, loài khủng long lúc bấy giờ vẫn còn tương đối yếu ớt và khác hoàn toàn so với những gì trong ấn tượng của chúng ta. Vào cuối kỷ Trias, một sự kiện đại tuyệt chủng đã diễn ra. Tác động của vụ tuyệt chủng hàng loạt này được đánh giá là yếu nhất trong số 5 vụ tuyệt chủng hàng loạt, nhưng vẫn có một số lượng lớn các sinh vật trên cạn và trên biển đã vĩnh viễn ra đi. Thế nhưng, nó lại có tác động sâu sắc đến sự phát triển của các sinh vật trong đại trung sinh, đặc biệt là thời kỳ hoàng kim của khủng long. Tại sao tôi nói như vậy? Là vì khủng long thường được biết đến là các loài sinh trưởng mạnh mẽ trong điều kiện thời tiết ấm áp và những khu rừng nhiệt đới tươi tốt. Tuy nhiên, một nghiên cứu mới đang thách thức niềm tin này. Thay vào việc sinh trưởng ở khí hậu nóng ẩm, chúng đã phải trải qua điều kiện thời tiết lạnh thấu xương trước khi có thể thống trị địa cầu trong kỷ Jura. Vậy thì, hình dung trước giờ về loài khủng long đã bị đảo lộn. Điều đó hoàn toàn có thể xảy ra. Chúng thực ra là những sinh vật thích ứng với khí hậu lạnh giá. Khủng long xuất hiện lần đầu tiên vào kỷ Tam Điệp khoảng 230 triệu năm trước, khi trái đất có một lục địa khổng lồ duy nhất được gọi là Pangaea. Sự kiện Carnian Darwin kỷ Trias muộn đã chứng kiến sự gia tăng nhiệt độ và độ ẩm toàn cầu tương ứng với những tác động của các vụ phun trào núi lửa lớn. Carnian Darwin là khoảng thời gian có sự thay đổi khí hậu toàn cầu lớn và luân chuyển sinh vật lớn trên trái đất. Trước sự kiện Carnian Darwin,
siêu lục địa Pangaea khô cằn và không có sự sống nhưng biến đổi khí hậu núi lửa đã kích hoạt thời kỳ mà sự sống bao gồm cả loài khủng long có thể sinh sôi. Cho nên chúng ta có một giả thuyết khác, đó là cùng một vụ phun trào núi lửa phun ra một lượng lớn carbon dioxide làm tăng nhiệt độ dưới khí quyển, cũng giải phóng hóa chất sulfur dioxide chặn bớt đi ánh sáng mặt trời. Để có thêm bằng chứng cho luận điểm này, các nhà nghiên cứu cổ sinh học đã tìm ra dấu chân của khủng long tại lưu vực dọc theo bờ biển ở Trung Quốc, nơi từng là vùng bị đóng băng. Bên cạnh đó, họ cũng đã tìm thấy những viên sỏi nhỏ trong lớp trầm tích, thứ nhiều khả năng là mảnh vụn băng trôi được khủng long mang theo rồi lắng đọng khi các lớp này tan chảy vào mùa hè. Điều này cho thấy những khu vực này thường xuyên bị đóng băng nhưng khủng long vẫn có khả năng sinh sống. Cũng theo nhóm nghiên cứu này, các bằng chứng này cho thấy khủng long không chỉ sống sót trong thời tiết băng giá mà chúng còn phát triển mạnh trong thời gian đó. Và chính điều này đã khiến chúng trở thành những kẻ thống trị tuyệt đối trên trái đất vào cuối kỷ Trias. Với những điều được đưa ra ở trên, chắc sẽ có nhiều bạn thắc mắc rằng vậy làm thế nào khủng long vượt qua được cái lạnh này? Câu hỏi các bạn đặt ra hoàn toàn có lý, khi khả năng chống chịu trước mùa đông của khủng long từ lâu đã đứng trước nhiều câu hỏi nghi vấn vì chúng không sở hữu lớp lông dày cũng như lớp mỡ chống lạnh như loài gấu. Nhiều loài động vật sống trên cạn, đặc biệt là ở các vùng nhiệt đới, không thể thích nghi với những đợt lạnh giá khốc liệt này và đã tuyệt chủng, bao gồm cả một loài giống cá sấu và có quan hệ hàng gần với khủng long. Nhưng những quần thể khủng long đã sống sót nhờ một sự thích nghi thật sự bất ngờ. Khủng long giống với chim, có lớp áo cách nhiệt tự nhiên, tương tự như lông của các loài chim để bảo vệ chúng khỏi cái lạnh. Khủng long cũng có cấu trúc giống như lông vũ, được gọi là protofeathers mà chúng thừa hưởng từ tổ tiên. Tuy nhiên, những con khủng long lớn nhất không cần lớp cách nhiệt bằng lông vũ vì thân hình khổng lồ cho phép chúng có tỷ lệ trao đổi chất rất cao. Trên thực tế, nghiên cứu mới đã vấp phải nhiều quan điểm trái chiều và thách thức những giả thuyết đã khá phổ biến trong chúng ta, cho rằng khủng long là loài động vật chỉ có thể sống sót trong khí hậu ấm áp. Tuy nhiên, đây được xem là những định kiến sai lầm về loài khủng long. Từng có một quan điểm cho rằng khủng long luôn sống trong những khu rừng nhiệt đới tươi tốt, nhưng nghiên cứu mới cho thấy các vĩ độ cao hơn sẽ bị đóng băng và thậm chí bị bao phủ bởi băng giá tại nhiều thời điểm trong năm. Hiện vẫn chưa rõ chúng đã thích nghi với cái lạnh như thế nào, nhưng có một điều rằng những con khủng long chắc chắn là đã sống tốt ở điều kiện khí hậu này, trong khi nhiều đối thủ cạnh tranh của chúng đã bay màu. Đến cuối, kẻ tận dụng được cú búng tay của thiên nhiên để thống trị trái đất suốt hơn 200 triệu năm chính là khủng long, dù cho là loài ăn chay hay ăn thịt. Những loài thực vật thích nghi với cái lạnh cũng đã phát triển mạnh mẽ trong thời kỳ này, cho phép những loài khủng long ăn chay có nguồn thức ăn để phát triển theo. Thảm thực vật phong phú cho phép động vật ăn cỏ sống sót qua mùa đông, và tất nhiên bọn chúng sẽ trở thành thức ăn ngược lại cho động vật ăn thịt. Trong điều kiện khí hậu băng giá, khủng long cũng có khả năng thích nghi, sự phát triển của khủng long có thể đã chậm lại trong những tháng lạnh thấu xương ở Bắc Cực. Các xương hóa thạch có dấu hiệu được gọi là vòng xương, tương tự như vòng cây, cho biết thời điểm chúng tạm thời ngừng phát triển. Điều này cho phép các loài động vật tiết kiệm năng lượng trong mùa đông khắc nghiệt khi nguồn thức ăn giảm dần. Như tôi đã nói ở trên, với việc sự kiện tuyệt chủng giữa kỷ Trias và kỷ Jura đã tiêu diệt hơn 75% số loài sống trên đất liền và đại dương, từ đó đã giúp khủng long dần dần độc chiếm hành tinh. Chìa khóa cho sự thống trị tuyệt đối của khủng long rất đơn giản. Về cơ bản, chúng là những động vật thích nghi với thời tiết lạnh. Khi trời chuyển rét ở khắp mọi nơi, chúng về cơ bản đã sẵn sàng, còn các loại động vật khác thì không. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Có thịnh, ắt có suy, một quy luật mà không ai có thể tránh khỏi. Giai đoạn mà khủng long thống trị đã đến thời điểm thoái trào. Khủng long đã vượt qua được thời kỳ băng giá để tiếp tục hành trình thống trị trái đất. Nhưng đến đây, sau hơn 200 triệu năm, sứ mệnh của chúng đã chấm dứt. Một lần nữa thiên nhiên đã thử thách chúng và lần này chúng đã không thể vượt qua. Một ngày bình thường như bao ngày khác, vào 66 triệu năm trước,
một tiểu hành tinh đã lao vào trái đất với sức mạnh bằng 10 triệu quả bom nguyên tử và nó đã làm thay đổi toàn bộ quá trình tiến hóa. Bầu trời tối đen và các loài cây không thể quang hợp được nữa, cây chết và những loài động vật ăn cỏ cũng chết. Chuỗi thức ăn sụp đổ, hơn 90% tất cả các loài sinh vật biến mất. Khi bụi lắng xuống, toàn bộ khủng long tuyệt diệt, chỉ còn lại một vài loài chim sống sót. Vô số con khủng long bị khí hóa trực tiếp trong nhiệt độ cao này và toàn bộ quá trình được hoàn thành ngay lập tức mà không hề đau đớn. Các tác động của thiên thạch cũng có thể gây ra động đất, núi lửa phun trào và các thảm họa khác. Trận động đất mạnh đã phá tan toàn bộ trái đất và nhiều con khủng long rơi thẳng xuống vực sâu. Ngoài ra, một lượng lớn tro sẽ được tạo ra sau vụ nổ lớn và những tro bụi này khi bốc lên sẽ bao phủ toàn bộ trái đất. Tro trộn với các sulfur từ vụ nổ treo lơ lửng trong tầng bình lưu, cản ánh sáng mặt trời và giảm nhiệt độ xuống đột ngột. Toàn bộ chuỗi sinh học không còn được duy trì, điều này cuối cùng dẫn đến sự diệt vong của loài khủng long. Sự kiện này đã góp phần khép lại kỷ nguyên của khủng long và đã tạo ra các phân nhóm bò sát hiện đại như thằn lằn, cá sấu, rùa, thậm chí còn cả thú, loài vật đang thống trị mặt đất hiện nay. Thế mới thấy tự nhiên thật đáng sợ, nó có thể mở ra cả một kỷ nguyên sinh vật thống trị và rồi cũng tự tay kết thúc nó một cách không thương tiếc. Vừa rồi là những chia sẻ của nhóm chúng mình về câu hỏi làm thế nào khủng long thống trị trái đất và cách chúng biến mất ra sao. Nếu các bạn thích nội dung này, hãy để lại một like, một subscribe để theo dõi những thông tin hay khác trong tương lai nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại!